cốt lõi bên trong là em bị xâm hại và khiến cho em bị ám ảnh, và nỗi sợ của em khi gần với các những người đàn ông khác nó càng ngày càng lớn lên. Thật ra bức thư của em gửi đến chương trình là ẩn giấu trong đó một điều là em bị xâm hại, và bị xâm hại đến 4 lần ạ. Đó là lý do cốt lõi và lý do lớn nhất. Cô gái, hiện tại em có muốn nhận từ chị một cái ôm từ xa không? Dạ. Em rất dũng cảm và em xứng đáng được sự yêu thương và bảo vệ của tất cả mọi người ở đây, đúng không ạ? Em mất bao lâu để có thể có được cái quyết định để tham gia chương trình này? Dạ em mất tầm gần một tháng ạ. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến cho em phải dừng việc học của mình. Em không thể tiếp tục việc học của mình nữa. Lúc mà em đạt được học bổng toàn phần là em đặt ra rất nhiều ước mơ, rất nhiều hoài bão để bước chân lên Sài Gòn, mà em có thể đi học, đi làm. Và em đặt ra rất là nhiều ước mơ, rất là nhiều hoài bão cho mình để thực hiện. Nhưng mà em lại bị biến cố ập tới là bị xâm hại. Thế là em, cái hành trình đi học của em nó bị khép lại. Vậy thì điều gì lớn nhất thôi thúc em có mặt ở đây ngày hôm nay? Dạ là em muốn thoát khỏi nỗi sợ này, em muốn thoát ra, em muốn bắt đầu lại hành trình của mình, bắt đầu lại những ước mơ, những hoài bão mà mình đã đặt ra năm 18 tuổi ạ. Vậy thì anh chị rất là muốn biết cụ thể hơn về câu chuyện của em, nhưng mà trong giới hạn cho phép về cảm xúc của em nhé. Nếu như em cảm thấy là mình đang không đủ bình tĩnh để chia sẻ thì em cứ cho chị một tín hiệu để chị có thể hỗ trợ em nhiều hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu vậy cô gái? Dạ em muốn kể lại từ lúc em bị xâm hại lần đầu tiên ạ. Dạ chị đang lắng nghe em đây. Dạ. Đó là vào gần cuối tháng 8 năm 2023 khi em mới lên đây nhập học. Lúc đó là em đi một mình lên đây, không có người thân. Thì lên đây em chẳng không quen bất kỳ một người nào hết. Chỉ quen đúng một người đó. Người đó hiện tại là sinh viên đại học. Và gia đình em cũng chỉ tin tưởng đúng một người đó thôi. Và coi như người đó như là người thân trong gia đình. Gia đình em rất là thân và biết rõ người đó. Nên là người đó cũng biết rõ tính em là sẽ không dám chia sẻ, không dám nói và sẽ rất là lo sợ ở ngoài xã hội. Nên là họ đã gài em vào cái đường đó và họ đã xâm hại em thành công lần đầu tiên. Sau khi xâm hại thành công em lần đầu tiên thì họ có khống chế em là bản thân em đam mê ngành diễn viên theo truyền thông thì là người công chúng. Nếu như chuyện này bị lộ ra hoặc là bị ai đó biết thì người ảnh hưởng, người thiệt thòi sẽ là em. Và lúc đó là họ biết được em không dám nói, không dám chia sẻ, chỉ giấu một mình thôi. Và họ còn có những cái động thái như là kiểu như là em phải làm theo ý họ, làm theo lời họ. Kiểu như là bản chất thú tính của họ mà đã lên rồi thì em phải là người phục vụ cho họ, phải làm mọi cái hành động mà do họ yêu cầu. Và em bị xâm hại thành công lần thứ nhất là vào đêm ngày 21 tháng 8 năm 2023. Đến sáng hôm sau khi vào trường đại học lại á, thì người đó có giữ em lại và nói là coi như đêm qua không có gì hết và coi như là mình chưa từng quen nhau, mình chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên trong trường đại học thôi. Đến trưa về lại chỗ cũ thì em lại tiếp tục bị người đó xâm hại em thành công lần thứ hai. Và sau đó em đi về quê, trở về quê lại để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thì khoảng thời gian đó em bị stress, em bị stress nặng kinh khủng luôn. Từ lúc đó về là em không thể nào tiếp xúc được với ba em, với ông nội em và với cả dượng hai em và tất cả những người đàn ông trong gia đình em. Em không tiếp xúc được với ai cả. Và em có hiện tượng cáu gắt, rồi mỗi lần ba em qua thăm em thì em đều chạy lên lầu trốn, đóng cửa lại, không thể nào ra tiếp xúc được với ba em. Và ba em không hiểu lý do tại sao mà em lại như vậy.
Và ba em và em cứ bị xung đột, tranh cãi với nhau rất là nhiều vì không tìm ra được lý do tại sao em lại đối xử với ba em như vậy. Nhưng cốt lõi bên trong là em bị xâm hại và khiến cho em bị ám ảnh, và nỗi sợ của em khi gần với cái những người đàn ông khác nó càng ngày càng lớn lên. Đến đầu tháng 9 khi mà ba em đưa em lên Sài Gòn chuẩn bị nhập học á, thì nỗi sợ đó nó lên rất là nhiều. Tại vì em biết khi mà em bước vào trường thì em sẽ đối mặt với người đó, và em không biết cách như thế nào để em nói với ba là em không thể nào em mở lời bằng cách là ừ ba ơi con không thể đi học được nữa vì con bị xâm hại, người đó xâm hại 2 lần. Em không thể nào mở lời với ba em được như thế, nên là em cứ im lặng đi lên học. Đến khi mà ba em ổn định chỗ ở cho em hết thì ba em đi về. Thì lúc đó em bắt đầu uống thuốc ngủ để tự giận. Thì được bác sĩ chẩn đoán là trầm cảm nặng và bị mất ngủ. Nhưng mà lúc đó gia đình em không hiểu lý do tại sao mà em lại bị trầm cảm nặng. Vì trước đó ở dưới cấp 3 em là tham gia hoạt động đoàn rất là nhiều. Em là ủy viên ban chấp hành, em tham gia em rất là năng động. Và gia đình em không hiểu lý do tại sao em lại bị trầm cảm nặng. Thì em chỉ biết cách là lấy lý do là em học nhiều, em thi tốt nghiệp, em bị stress nên em căng thẳng. Nhưng mà gia đình em cũng chỉ là tạm chấp nhận cái lý do đó thôi, vẫn không hiểu lý do tại sao mà em lại bị như vậy. Tới khi mà lên lại đây là khoảng cuối tháng 10 ạ, thì người đó lại tiếp tục liên lạc với em và hỏi thăm gì đó. Thì lúc đó em chỉ có thể là người nghe theo người đó và làm theo những cái yêu cầu của người đó. Vì trước đó chỉ có em và người đó ở trong phòng, thì em là người đối lý, em chẳng có cái gì để em bảo vệ em, và hoàn toàn là thế mạnh là thuộc về người đó. Thì bắt buộc khi người đó nhắn gọi là em có thể nào qua ăn cơm được không, thì có nghĩa là họ đã phát cái tín hiệu cho em, nếu như em không làm theo thì em sẽ bị phanh phui chuyện này ra. Thì thế là em cứ cắn răng đi qua đó. Và hôm đó là bạn em có hỏi là đi đâu vậy, thì em chỉ có thể nói dối là em đi qua nhà chị ngủ đỡ. Và thế là em lại bị xâm hại thành công lần thứ ba. Là lúc đó đi vào trường học được 1 tuần thì em không thể nào tiếp tục học được nữa. Tại vì cứ đi ra đi vào lại đối diện với người đó thì em không thể nào mà đối diện được. Không thể nào. Mỗi lần nhìn va chạm mặt người đó hay là nỗi sợ em lại dâng lên rất là nhiều. Đến lần thứ tư là lần mà em có thể được nói lên cái tiếng nói của mình. Đó là lần mà em đi xem phòng trọ. Bởi vì người đó là cái người mà gián tiếp của thầy, gián tiếp dẫn các bạn đi xem nhà. Thì người yêu của em, lần thứ tư thì em đã có người yêu, thì người yêu của em là bạn chơi cũng khá là thân với người này. Nhưng vì 3 lần trước em không có đủ bằng chứng, không có đủ lý do gì để có thể chia sẻ được với mọi người, và đặc biệt là chia sẻ được với người yêu của em, nên là người yêu em của em không biết cái vấn đề gì cả. Nên là cứ bảo là ừ, người đó có cho xem nhà đó hay là em đi qua bên anh đó xem nhà thử đi. Lúc đó em có níu kéo, trong ánh mắt của em có phát ra một tín hiệu cầu cứu đối với em. Nhưng mà em nghĩ là do người yêu em không biết được cái gì hết nên là sẽ không có để ý tới cái ánh mắt cầu cứu của em. Thì lúc đó em vẫn phải tự đi qua xem nhà một mình. Và lúc đó em lại đoán trước được và em biết được là em sẽ bị xâm hại lần thứ tư luôn. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là em đã có một chỗ dựa tinh thần vững chắc là người yêu em, nên là em quyết định đứng dậy chống trả lại. Thì lúc đó là lần thứ tư là lần xâm hại bất thành của em. Và lúc đó sau khi đi về thì em bị ám ảnh kinh khủng. Lúc đó là em lại bắt đầu suy nghĩ tới hướng là mình tự tử một lần nữa. Tại vì em không biết là cuối cùng lỗi này là lỗi sai của mình hay là của người đó, và tại sao mình lại bị như vậy. Dạ, đó là 4 lần em bị xâm hại ạ. Cảm ơn em đã vượt qua được những cái chướng ngại của mình. Bởi vì việc mà em kể lại chi tiết, thậm chí là cái cột mốc thời gian, có lẽ là quý vị khán giả sẽ thấy rằng là ồ, chị đang kể chuyện vì mình chỉ đang nghe trong cái trạng thái bạn bình tĩnh kể. Nhưng mà khi mà trong hoàn cảnh đó, để mà nhắc lại cụ thể những cái chi tiết đó thì vô tình sẽ khơi lại toàn bộ những cái nỗi đau, những cái sự hoảng loạn của nhân vật. Cho nên là thêm một lần nữa, chị rất có niềm tin ở em cô gái ạ. Em là một người rất là dũng cảm. Hiện tại chị đang quan tâm lớn nhất đó là cái sức khỏe của em á. Sau những cái lần như vậy, em ngoài cái việc bị khống chế, bị thao túng, và em có bị tấn công về vũ lực hay là cơ thể em hiện tại nó có ổn không? Dạ, trước đó là em có bệnh về phụ khoa, là do bị xâm hại bất thành. Và hiện tại là em
mẹ chẩn đoán là phơi nhiễm HIV và em đang phải uống thuốc phơi nhiễm ạ. Vậy là em cũng đã chủ động trong việc bảo vệ mình sau đó rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Và hiện tại em vừa phải uống thuốc phơi nhiễm và vừa phải điều trị tâm lý dài hạn. Lý do là em bị trầm cảm nặng và bị loạn thần. Có nhiều lúc thì em cứ nửa tỉnh nửa mê lúc tỉnh. Chẳng hạn như cái việc mà hôm ghi hình thì em không thể nào đi được vì em đang trong trạng thái mê man, không nhận thức được ạ. Dạ. Em cho anh hỏi là hồi nãy em nói là em uống thuốc phơi nhiễm HIV, có nghĩa là em đã có kết quả xét nghiệm luôn chưa? Hay dạ vẫn... là có xét nghiệm là âm tính, nhưng mà do có triệu chứng là nổi mẩn đỏ ở ngoài tai lan ra rất là nhiều vùng khác nữa, nhưng mà nó cứ nổi đi, nó cứ bị ngứa, nên là bác sĩ bắt buộc em phải uống thuốc phơi nhiễm từ 1 đến 3 tháng, sau đó lại xét nghiệm lại một lần nữa. Là em bắt đầu uống thuốc đó kể từ thời điểm nào? Dạ mới lúc trước thì em có uống thuốc. Sau khi mà em bị xâm hại xong á thì em có uống thuốc 1 tháng. Rồi sau đó em dừng, tới lần thứ tư này thì bắt đầu khoảng tầm đầu tháng 4 thì bắt đầu em nổi mẩn đỏ lên lan ra khắp vùng tay và chân của em. Thì bắt đầu em có đi xét nghiệm lại thì bác sĩ bảo đó là không xét nghiệm thì ra âm tính, nhưng mà có dấu hiệu của HIV, nên là bác sĩ mới kêu em xuống trạm y tế để có thể xin thuốc phơi nhiễm uống tiếp tục từ 1 đến 3 tháng, sau đó xét nghiệm lại. Có nghĩa là ngay từ lần đầu tiên em uống thuốc liền trong vòng bao nhiêu giờ sau cái lần bị xâm hại? Dạ, trong vòng khoảng 48 giờ. Là em cũng có kiến thức cho nên em có sự chuẩn bị đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì hiện giờ thì chỉ mới có dấu hiệu thôi chứ mình vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, và em vẫn liên tục uống thuốc phơi nhiễm từ cái thời điểm em bị xâm hại lần đầu tới bây giờ? Dạ không, xâm hại lần đầu là em chỉ uống 1 tháng thôi, sau đó em dừng lại. Lý do là tác dụng phụ của thuốc phơi nhiễm nó mạnh quá, em không thể chịu nổi được. Rồi bây giờ cho anh hỏi cái là lý do gì mà khiến cho em ngại khi mà lần đầu em bị xâm hại xong em không dám kể với gia đình? Có nghĩa là cái khoảng cách giữa em với gia đình có một cái khoảng cách gì không, hay chỉ đơn thuần là vấn đề tâm lý em sợ và em không dám kể thôi? Dạ là do lần đầu đó em hoàn toàn bị đuổi lý, em chả có cái gì trong tay, em chả có lý do, em cũng chả có bằng chứng gì để em có thể nói ra là em bị xâm hại cả. Nếu như lần đầu em nói ra thì chắc chắn là em sẽ bị nói lại là em là người tự nguyện, mà em không có cách nào để em có thể nói cho mọi người hiểu là em bị xâm hại hết. Nhưng mà em ơi, em biết không, nhiều khi đối với bố mẹ người thân của mình thì... dạ vì là ba em chỉ có một mình em là con một, nên là ba rất là thương, ba bọc em, nên là ba em là một người tính rất là nóng, nên là em sợ là nếu như mà nói ra thì ba không đủ bình tĩnh để ba suy nghĩ cách giải quyết, mà thay vào đó ba sẽ dùng dạy vũ lực à. Nên là em không hoàn toàn không thể nào nói ra được à. Càng sợ là bạn không có kiểm soát được cái tình hình sắp tới, ngay cả bạn. Tại vì trong cái hoàn cảnh đó, cái cảm giác đầu tiên của những cái nạn nhân trong câu chuyện tương tự quý vị ạ, là họ sẽ khá là hoảng loạn và chưa kịp định thần, dù là bị tấn công về mặt vũ lực hay đơn thuần là sự thao túng và khống chế. Cho nên là vì họ đang chưa có ổn định, cảm thấy đang rất bối rối và hoảng loạn, cho nên là họ cũng chưa biết xác định là mình nên phải làm gì. Sau khi mà ngay khi mà mình bị xâm hại, nếu mà mình định thần được như hoàn cảnh mà chúng ta nói là lý tưởng nhất á, thì chúng ta có thể thu thập được chứng cứ, chúng ta đến ngay với cơ quan y tế để có thể nhận được cái sự bảo vệ cho mình, thì đôi khi là mỗi người sẽ họ cần một khoảng thời gian nhất định để họ định thần. Có người thì ít, có người thì cần nhiều hơn, thì có thể là trong trường hợp này cô gái của chúng ta mất nhiều thời gian hơn. Và một trong những thứ mà Dạ Thảo thấy rằng là chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại ở người lớn của chúng ta, đó là cái tình yêu thương của chúng ta đôi khi nó lớn quá, khiến cho một số phụ huynh chúng ta hay có cái phản ứng một cách mạnh mẽ khi mà con em mình mở lời. Ví dụ như là bị mất một chiếc xe đạp chẳng hạn, hay hồi bé xíu, không biết là Trâm có bao giờ quan sát thấy không, đó là đi học cái mình hay bị mất dụng cụ học tập vậy đó. Mình mất cái xong mình sợ lắm, tại vì khi mình nói với ba mẹ thì ba mẹ sẽ phản ứng mạnh là la mắng mình trước, bởi vì họ lo, họ thương quá. Nên có lẽ là đó cũng là một trong lý do khiến cho em ngại
để chia sẻ với gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, là do tình thương ba em quá lớn. Đó có nghĩa là ba em bao bọc em quá kỹ, nên là vấn đề chỉ là một vấn đề nhỏ, ví dụ như em bị đứt tay thì ba em cũng có thể hoảng loạn lên. Nên là cái em nghĩ vấn đề lớn này ba em sẽ không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc và không thể nào bình tĩnh để suy nghĩ các hướng giải quyết rồi. Cho anh hỏi cái là những lần đầu tiên xong rồi bạn đó uy hiếp em, nói là nếu em không nghe lời thì sẽ bị ABCD thế này thế nọ. Vậy thì lần thứ tư sau khi em chống đối, liệu đã có chuyện gì xảy ra với em sau cái sự chống đối đó không? Dạ lúc đó thì em có hét lên. Là em lúc đó là em đã dùng hết sức, sự dũng cảm, sự mạnh mẽ của mình để em hét lên là nếu như mà anh còn làm như vậy một lần nữa thì em sẽ la lên và em sẽ nói hết mọi chuyện ra cho mọi người biết. Thì em không hiểu lý do tại sao lúc đó em lại may mắn được một cái là anh chịu dừng lại và không tiếp tục nữa, và cũng không có dùng vũ lực với em luôn ạ. Cái đó không phải là em may mắn đâu, mà là bởi vì em đủ mạnh mẽ đó. Em đi đúng hướng rồi, em đã chạm vào được cái nỗi sợ và em đưa ra được cái cảnh báo cho đối tượng để họ dừng lại.